Cuối tập trước, Thạch Hạo đã đụng mặt sát thủ của Thiên Quốc. Tên này chỉ là thuộc hạ của quân đảo, mục đích đến đây là báo tin. Hắn cho biết, tin tức Thạch Hạo nắm giữ tiên thể đã lan truyền ra khắp tiên cổ. Lục quan vương Ninh Xuyên đang tập hợp nhân mã, những kẻ thù khác cũng đang âm thầm liên hệ với nhau để đoạt lấy tiên cốt. Đại nhân nhà hắn muốn ra tay hỗ trợ Thạch Hạo, sẽ không có chuyện đối phương muốn giúp đỡ không công như vậy. Mục đích chính là muốn chia phần tiền cốt để tham ngộ. Thạch Hạo không muốn từ chối sự giúp đỡ đó. Điều này làm cho Thanh Y rất thắc mắc. Thạch Hạo đành phải tiết lộ rằng mình đang cố tình trêu đùa. Năm xưa, thần miếu Thiên Quốc đã thừa cơ hội chí tôn đạo tràng xuống dốc để vây công. Mối thù đó Thạch Hạo làm sao có thể tha thứ được. Sau khi ăn uống no bụng, mọi người lại đi tới Hắc Uyên. Bên cạnh có vài tên hồn tộc tám tay. Bọn họ đang thu mua bảo vật nên dù Hắc Uyên rất nguy hiểm, thì vẫn còn rất nhiều người mạo hiểm đi xuống dưới tìm kiếm bảo vật. Bốn tên thanh niên ngông cuồng muốn thể hiện. Bọn chúng gạt Thạch Hạo sang một bên rồi lớn tiếng khiêu khích rằng nếu không dám xuống thì cút sang một bên đi. Nói mạnh miệng là như vậy, nhưng sau khi nhảy xuống thì bọn chúng còn chưa tiếp đất, đã bị cỗ sức mạnh tiêu diệt. Côn Bằng Bảo Thuật và Chu Tước Bảo Thuật đột nhiên có cảm ứng. Phía bên dưới Hắc Uyên lại có một giọng nói đang kêu gọi. Thanh Y và Thái Âm Ngọc Thỏ khuyên ngăn, nhưng Thạch Hạo vẫn quyết định xuống bên dưới thăm dò. Nhìn thấy vách núi có vài cục thủy tinh, Thạch Hạo lập tức sử dụng lôi điện kéo nó ra khỏi vách đá. Bất ngờ thay, khối thủy tinh này lại cộng hưởng với lôi điện. Nó bạo phát lôi điện kích hoạt những khối thủy tinh khác xung quanh. Toàn bộ lao đến tấn công, vài ngàn khối thủy tinh giáng xuống. Sau đó lại cùng nhau phát nổ, tạo ra một vụ nổ lớn. Sau khi tiếp xúc với khí tức trong các khối thủy tinh, cậu ta liền nhìn thấy cảnh tượng năm xưa. Người đàn ông này chính là Lôi Đế. Bộ chiến giáp rách nát mà cậu mặc trên người cũng là bộ mà năm xưa ông ta sử dụng. Năm xưa Lôi Đế từng chiến đấu tại nơi này. Các khối thủy tinh bị nhiễm sức mạnh lôi điện nên sau khi Thạch Hạo dùng lôi điện tác động thì bọn chúng mới phản ứng kịch liệt. Ngoài ra còn có Côn Bằng, Chu Tước và Chân Long cùng nhau chiến đấu. Điều này càng làm cho cậu thắc mắc rằng những cao thủ đó đang chiến đấu với thứ gì. Bên dưới Hắc Uyên là một tòa kiến trúc đổ nát. Thạch Hạo thu được vài món bảo vật. Điều đặc biệt là nơi này còn sót lại một cảnh liễu mà Liễu Thần từng để lại. Ngay cả Liễu Thần cũng chiến đấu tại nơi này. Điều này làm cho Thạch Hạo cực kỳ thắc mắc về kẻ địch mà Liễu Thần đối mặt. Cảnh liễu cắm vào một bộ xương cốt, ngay khi rút ra ngoài, máu trong bộ xương lập tức chảy ra ngoài. Trong máu ẩn chứa sát cơ mạnh mẽ. Chỉ một giọt cũng có thể chạm cao thủ cấp giáo chủ. Nếu tên sinh linh tiên cổ này còn sống, nó chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể làm thịt Thạch Hạo. Sát ý trong máu ngưng tụ lại tấn công, Thạch Hạo sử dụng cảnh liễu ngăn cản. Có sức mạnh của Liễu Thần trợ giúp, sát ý nhanh chóng bị đánh bại. Ngay sau đó, các hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra. Vẫn là quang cảnh chiến đấu kịch liệt của nhóm người Liễu Thần. Sau khi trận chiến kết thúc, 9 con rồng kéo quan tài đột nhiên xuất hiện, chỉ là 9 con rồng này lại bằng xương. Nắp quan tài mở ra hút các thi thể vào bên trong. Giọng nói của Lôi Đế liên tục vang lên thúc giục Thạch Hạo cùng với ông ta đi tới trận chiến. Thạch Hạo vừa tiến lên được một chút thì bừng tỉnh. Nếu bước thêm một bước nữa, rất có thể sẽ bị sức mạnh từ cái đỉnh giết chết. Cái đỉnh giữa sân bạo phát sức mạnh xé mở nhiều khe hở không gian. Vết nứt này thông tới các thời không khác nhau. Có thể nói rằng cái đỉnh thần bí vừa rồi đã làm cho thời gian và không gian rối loạn. Có lẽ nó cũng không thuộc về mảnh thời không này. Với thực lực hiện tại, Thạch Hạo chỉ còn cách là rút lui trở về mặt đất. Đợi đến ngày thực lực đủ mạnh mẽ sẽ quay lại khám phá và tiến đến những vùng đất chưa biết đó, tìm ra nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Sau khi trở lại mặt đất, một lão già của cổ tộc tám tay lập tức tiến lại nói chuyện. Lão ta cảm ứng được Thạch Hạo đã đưa một món chí bảo dưới Hắc Uyên lên đây nên muốn trao đổi với cậu. Những thứ cậu thu thập được đều là nguyên liệu rèn đúc bảo cụ, nhưng cậu lại không thiếu bảo cụ nên muốn đổi nó lấy thánh dược. Tiếc là lão gia cổ tộc đó lại không có thánh dược. Lão tiết lộ tin tức rằng gần đây đang tổ chức một buổi đấu giá quan trọng, có cả mấy món chí bảo hiếm có từ thời tiên cổ, cậu có thể đến đó xem. Đồ tốt xuất hiện, Thạch Hạo không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cậu lập tức cùng với nhóm người thanh nghi đến nơi có đấu giá hội. Tập phim đến đây khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!